trình sắc màu SEA Games 29. Thưa quý vị, hôm nay có thể xem là một ngày rất vui với thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games 29 này khi chúng ta giành được đến 8 tấm huy chương vàng. Và trong số những tấm huy chương vàng này thì Tường Vân cũng rất là may mắn bắt kịp được những hình ảnh thi đấu và những cảm xúc của các võ sĩ Karate Do trong ngày thi đấu thứ hai của đội tuyển và giành được 2 tấm huy chương vàng. Còn anh Quyết Thắng thì sao, ngày làm việc của anh hôm nay như thế nào? Tôi cũng rất may mắn gặp được một chiếc huy chương vàng của đội tuyển bắn súng, và chiếc huy chương vàng này cũng đặc biệt quan trọng hơn khi nó giải tỏa được áp lực cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến chính của ngày thi đấu hôm nay. Ngày ô tô vàng thể thao Việt Nam gặp gỡ Lê Thanh Tùng, người làm cuốn hát chiếc huy chương vàng. Câu chuyện về Vinh Giang, một kỳ đại hội xanh. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ cua rơ Nguyễn Thị Thật. Bởi vì lần đầu tiên cô đã giành được cú đúp huy chương vàng ở một kỳ SEA Games, qua đó khẳng định vị thế nữ hoàng tốc độ một xe đạp trong khu vực. Nguyễn Thị Thật thật sự rất đáng khen ngợi, tuy nhiên chúng tôi còn muốn dành sự trân trọng cho một cua rơ khác, người đã hy sinh thầm lặng để mang về cho chiến thắng của đồng đội. Thưa quý vị và các bạn, trên bục nhận huy chương chỉ có một vận động viên của Việt Nam là Nguyễn Thị Thật, người đoạt chiếc huy chương vàng. Tuy nhiên ở trong xe đạp đường trường thì quý vị và các bạn cũng biết rằng để Nguyễn Thị Thật, để một tay đua thắng chặng thì họ cần sự phối hợp, thậm chí là hy sinh của đồng đội. Đồng đội đã hy sinh cho em như thế nào trong trận đua đường trường này? Thế em nghĩ là bạn ấy đã hy sinh hết mình, hết khả năng của mình để mà em chiến thắng cuối cùng. Trận đua hôm nay thì ban huấn luyện cũng đã xác định là một trận đua cực kỳ khó khăn. Đó thì toàn tất cả các đội đều tập trung vào tấn công Việt Nam. Nhưng mà phải nói là sự phối hợp của hai em nó rất là tốt, rất là tuyệt vời. 101 km đường nắng nóng, Phan Thị Liễu chính là người làm đầu máy kéo cho Nguyễn Thị Thần. Không còn cách nào khác khi mỗi đội lúc đi được đăng ký 2 cua rơ. Về đến 200m cuối, Nguyễn Thị Thật như cá gặp nước, tung những gù chân mạnh mẽ để đoạt chiếc huy chương vàng thứ hai của mình, bảo vệ thành công ngôi vô địch xe đạp đường trường nữ ở SEA Games. Tôi hồi hộp đến ép tim, tôi tưởng mình không qua được đó chứ. Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hỏi tôi đâu là mấu chốt của chiến thắng ư? Chính là cô ấy. Cô ấy là một chiến binh thật thụ. Nhiệm vụ rồi, cố lên. Em là bỏ hết tất cả để mà hỗ trợ cho Nguyễn Thị Thật vậy rồi. Vậy rồi, được huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trên chiếc huy chương vàng không có ghi tên người chiến thắng. Mọi nỗ lực hy sinh là dành cho tổ quốc, cho giây phút được chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Malaysia. Chia tay với những hình ảnh rất xúc động về sự hy sinh của Phan Thị Liễu, chúng ta hãy tiếp tục chương trình với môn điền kinh. Hôm nay đúng là một ngày vàng của điền kinh Việt Nam khi Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái, Vũ Thị Mến và Lê Tú Trinh đã hiệp sức mang về 4 huy chương vàng. Chiếc huy chương vàng nào thì cũng đáng trân trọng, nhưng trong số này thì Quyết Thắng ấn tượng nhất với chiếc huy chương vàng của Lê Tú Trinh nội dung 200m nữ. Bởi vì như vậy thì với chiếc huy chương vàng này, Tú Trinh đã chính thức thay thế vai trò của Vũ Thị Hương ở vị trí nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á. Như vậy thì có thể thấy là chỉ sau 2 ngày thi đấu thôi, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã mang về đến 6 tấm huy chương vàng, và chúng ta chỉ còn kém 5 huy chương vàng nữa là sẽ đạt thành tích kỳ tích là 11 tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội Singapore năm 2015. Và một lần nữa thể thao Việt Nam đã cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc đầu tư trọng điểm vào những môn thể thao Olympic. Thưa quý vị, kỳ SEA Games 29 vẫn tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các vận động viên điền kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình, và mới nhất chính là 2 tấm huy chương vàng ở 2 cự ly 800m nam và nữ của Dương Văn Thái và Vũ Thị Ly. Cùng thi đấu với Dương Văn Thái ở nội dung 800m có Võ Vũ Linh, lần đầu tiên được tham dự SEA Games. Với chiến thuật rất hợp lý, Vũ Linh đã liên tục hỗ trợ cho Văn Thái trong suốt 500m đầu tiên, và 300m cuối là thời điểm để nhà vô địch SEA Games cự ly trung bình năm 2015, Dương Văn Thái tăng tốc để về đích trước tiên. Tấm huy chương vàng chỉ dành cho một người, nhưng thành công chắc chắn thuộc về tình anh em thân thiết của Văn Thái và Vũ Linh. Thực sự đồng đội của em là một người rất là tuyệt vời. Hôm nay là hai anh em đã thực hiện một chiến thuật rất là hợp lý.
Xét về thành tích thì người em đã không có, nói chung là khả năng để và tranh chấp trong top thì rất là khó, nên em đã hy sinh để làm chiến thuật cho em để có thành tích được như này. Dạ, tuy em không phải là người giành huy chương nhưng mà em rất là vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cô giao cũng như là ban huấn luyện giao để anh có được tấm huy chương vàng mà phát được. Trước đó ở đường chạy 800m nữ, Vũ Thị Ly và Phúc Phương Anh cũng đã có một ngày thi đấu rất thành công. Cả hai liên tục dẫn đầu và cùng nhau mang về hai tấm huy chương cao nhất cho điền kinh Việt Nam. Em xin cảm ơn các thầy cô chú đã luôn động viên em ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cuối cùng, Lê Tú Trinh đã khép lại ngày thi đấu thành công ngoài mong đợi của điền kinh Việt Nam với chiếc huy chương vàng nội dung 200m với thành tích 23:32. Lần đầu bước ra sân chơi lớn, cô gái trẻ của điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua một step của sự kỳ vọng để thống trị cả hai cự ly ngắn 100m và 200m trên đất Malaysia. Như vậy, sau khi Vũ Thị Hương từ giải đua, người hâm mộ Việt Nam đã tìm thấy một bước ngoặt tốc độ mới. Ngày hôm nay là em không ngờ đến là em có thể đạt được thành tích như thế này. Tại vì trước giải đấu em có một ít áp lực với cả hội họp, thành tích tập thì cũng tạm ổn. Em đạt được thành tích tốt nhất của em. Cảm ơn mọi người đã gọi em là nữ hoàng tốc độ. Nhưng mà cái tên đó thì em thấy đẹp với chị Hương. Em thì vẫn, em cảm nhận em vẫn chưa đến tầm đó, nên là cái tên nữ hoàng tốc độ thì em vẫn thích mọi người gọi chị Hương hơn là em. Thưa quý vị, hãy nhắc đến bắn súng thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến Hoàng Xuân Vinh, nhà vô địch Olympic. Tuy nhiên, tiếp theo trong chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một xạ thủ được xem là người kế thừa Hoàng Xuân Vinh. Đó là xạ thủ Hà Minh Thành. Anh vừa giải tỏa áp lực cho tuyển bắn súng Việt Nam trên đất Malaysia khi mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Và Minh Thành hôm nay còn gắn với một câu chuyện thú vị, dính loạt bắn không điểm vẫn vô địch SEA Games. Đôi khi có một ngày, cuộc sống đẩy bạn vào con số 0 tròn trĩnh. Nhưng đừng bi quan, vì sau cơn mưa là bầu trời quang đãng. Xạ thủ Hà Minh Thành chính là đã rơi vào con số 0 tròn trĩnh đó trong loạt bắn thứ 5 chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Cách duy nhất để vượt qua thử thách là đối mặt với nó. Con số 0 là thử thách cực lớn và Hà Minh Thành đã đối mặt với nó để tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ chủ nhà Malaysia, Ashley. Tôi chỉ nghĩ là trong các loạt thì sẽ có loạt tốt loạt xấu. Thế nên là loạt nào mà xấu thì mình sẽ rút kinh nghiệm làm sao để sau mình nắm tốt hơn. Mình phải quyết tâm làm sao lên được cái nhịp nổ và nó đúng nhịp của mình định ra thì mình sẽ trúng đích nhiều hơn. Cái đấy thì tôi đã đặt ra và tôi đã thực hiện được. Liên tục dẫn đầu sau 4 loạt bắn đầu tiên, Minh Thành tự đưa mình vào thế khó ở loạt thứ 5. Chỉ một khoảnh khắc đến tập trung, xạ thủ người Thanh Hóa đánh mất lợi thế, tụt lại phía sau. Trong bối cảnh Hoàng Xuân Vinh ra tay, bắn súng đang khát vàng, Minh Thành tiếp tục bị kẹt đạn ở loạt thứ 6. Hoàn cảnh lúc này không khỏi khiến người ta nảy sinh suy nghĩ, cứ như điềm gỡ đang đeo bám các xạ thủ Việt Nam. Rõ là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Niềm vui ít khi đến liên tiếp, nhưng tai họa thì không bao giờ đến riêng lẻ. Khó khăn chồng chất khó khăn, áp lực này chồng lên áp lực khác. Lúc đấy thì tôi cũng thấy bối rối vì thứ nhất là trong một đợt bắn mà mình bị áp đạn là cũng thấy trạng thái nó sẽ có xuất hiện. Nhưng may là sau thì không bị một loạt thì mình đã không được một điểm nào thì mình sẽ thua đối thủ, có người có nóng lên. Và được huấn luyện viên Nguyễn Đình Dung ở đằng sau gọi là vận động viên là phải bình tĩnh và cố gắng kiểm soát kỹ thuật. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, Hà Minh Thành cởi bỏ áp lực để tỏa sáng với hai loạt bắn đạt tối đa 5 điểm. Đầu tiên là 5 điểm ở loạt xuất tốc, bại đối thủ người Thái Lan. Thêm một loạt 5 điểm sang bằng cách biệt với đối thủ chủ nhà Ashley. Và chỉ với một loạt bắn nữa, xạ thủ 32 tuổi đang bàn ở trường bóng quốc gia Malaysia với 25 điểm, nhiều hơn huy chương bạc 1 điểm. Rất là vui rồi mình đã vượt qua được vận viên kỳ cựu của Malaysia. Vì thi xa tôi cũng đã thua vận viên này và trong cuộc chung kết hôm nay tôi đã phấn đấu và cố gắng bắn tốt và đã vượt qua vận viên Malaysia. Kẻ thất bại, viện lý do, người thành công.
công, tìm giải pháp. Giải pháp của Hà Minh Thành chỉ đơn giản là thoát khỏi áp lực, tìm thấy chính mình. Đơn giản như vậy, nhưng không nhiều người có thể làm được cuộc lội một dòng ngoạn mục như Hà Minh Thành. Quả là một câu chuyện rất thú vị về tấm huy chương vàng của xạ thủ Hà Minh Thành. Và chúng ta cùng hy vọng là với tấm huy chương vàng của anh thì các đồng đội sẽ có tâm lý thoải mái hơn trong những ngày tiếp theo ở bộ môn bắn súng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ môn võ thuật. Ở các kỳ SEA Games thì võ thuật luôn được xem là mỏ vàng của thể thao Việt Nam. Và môn Karate Do là nơi các võ sĩ luôn đáp ứng được kỳ vọng vàng của người hâm mộ. Trong ngày thi đấu thứ hai của mình trong bộ môn Karate Do đã giành được hai tấm huy chương vàng do công của Nguyễn Minh Phụng ở hạng cân trên 75kg và Hồ Thị Thu Hiền ở hạng cân dưới 68kg. Hai tấm huy chương vàng diễn ra trong cùng một ngày, trên cùng một sàn đấu, nhưng Minh Phụng và Thu Hiền thì lại mang hai chiến thắng với hai màu sắc khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, sau tấm huy chương vàng trong ngày ra quân của đội tuyển Karate Do Việt Nam của Nguyễn Thị Hồng Anh thì trong ngày thi đấu thứ hai ở các nội dung thi đối kháng, các nội dung nam và nữ thì đã có 4 võ sĩ lọt vào chung kết trong các nội dung đối kháng ở các hạng cân, và trong đó có 2 trận chung kết chúng ta gặp các võ sĩ nước chủ nhà. 4 suất vào chung kết, 2 tấm huy chương vàng một cách thuyết phục đã nói lên sự bứt phá của đội tuyển Karate Do Việt Nam so với ngày mở màn, với đa phần các võ sĩ dừng lại ở tứ kết. Hồ Thị Thu Hiền sau tấm huy chương đồng ở giải trẻ vô địch châu Á cách đây vài tháng tiếp tục giữ vững phong độ ở chung kết nội dung dưới 68kg trước Quan Quân của Thái Lan với điểm số thuyết phục 3-0. Chiến thắng này đối với em ngoài sức tưởng tượng, em không nghĩ là mình sẽ được huy chương vàng hôm nay, tại vì đây là lần em tham gia giải SEA Games mà vẫn là em còn trẻ đó. Từ nhiều năm nay, Karate Do Việt Nam phải đối mặt với sự chênh lệch thành tích giữa các võ sĩ nữ và nam. Người hiểu rõ cảm giác tiếc nuối khi vụt mất tấm huy chương vàng cá nhân, không ai khác đó là Nguyễn Minh Phụng. Tại SEA Games 25 ở Lào, khi mới 18 tuổi, võ sĩ người Bình Dương đã bất ngờ giành chiến thắng nội dung đồng đội. Và đó cũng là lúc anh phải nhìn bức tranh mình phát thảo bị bỏ dang dở khi chưa thể giành một danh hiệu cá nhân. Và đến 8 năm sau, trên đất Malaysia, Minh Phụng mới có thể nhẹ lòng một lần được bước lên ngôi vị cao nhất ở nội dung này. Huy chương vàng đầu tiên của hạng cân cá nhân của em và cuối cùng thì em cũng đã làm được và thực hiện được nó, và cảm nghĩ của em là rất là vui sướng đã làm được cái điều mà em đã ao ước bao nhiêu năm. Ngày thi đấu thứ hai của đội tuyển Karate Do Việt Nam cũng ghi nhận nỗ lực của Trang Cẩm Lành, Chu Đức Thịnh và Nguyễn Thị Ngoan, đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam thêm 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Cùng kỳ vọng sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa của các võ sĩ vào ngày mai với các nội dung quyền và đối kháng đồng đội. Đấu kiếm Việt Nam tham dự SEA Games 29 với mục tiêu 3 huy chương vàng. Sau chiến thắng của Vũ Thành An và Nguyễn Thị Như Hoa, trọng trách cuối cùng được đặt lên vai Nguyễn Tiến Nhật ở nội dung kiếm ba cạnh. Gặp Pantawit Chamcharen của Thái Lan ở trận chung kết, Tiến Nhật gặp đôi chút khó khăn trong hiệp đầu. Tỷ số là 6 đều khi bước vào hiệp 3. Nhưng ở hiệp đấu cuối, tay kiếm người thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 12-7. Thưa quý vị, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đang được cầm trên tay cây kiếm đã giúp cho kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật giành được chiếc huy chương vàng tại SEA Games 29 này, và anh cũng đã bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng mà mình giành được cách đây 2 năm. Một trong những điểm khác biệt của kiếm ba cạnh so với kiếm liễu và kiếm chém chính là trọng lượng của cây kiếm này. Kiếm ba cạnh là cây kiếm mà nặng nhất trong số 3 cây kiếm. Tuy nhiên, đó không phải là điều khác biệt duy nhất. Kiếm ba cạnh của tụi em là anh đâm toàn thân đều điểm hết. Đâm nón, đâm chân, đâm người, đâm tay điểm hết, còn kiếm liễu chỉ riêng cái phần giáp thôi, giáp ngực thôi, cái thân mình và cái lưng thôi là có điểm thôi, còn nón và đâm đùi sẽ không được điểm. Do ăn điểm toàn thân nên những tố chất để tạo nên một tay kiếm ba cạnh là phải có chiều cao tốt, sải tay dài để có thể tấn công từ nhiều hướng. Tiến Nhật đã nhận biết được khả năng của mình để đưa ra những quyết định hợp lý. Đó là cách giúp anh bén duyên với kiếm ba cạnh cũng như trở thành ông vua ở đấu trường SEA Games kỳ liên tiếp. Lúc trước em có tập kiếm liễu, một thời gian em tập thì em cảm thấy như là mình hợp với ba cạnh hơn, tại vì ba cạnh này dành cho những người mà cao là sẽ được lợi thế. Và lúc đó em đi thi đấu thì em cũng được huy chương vàng đầu tiên, là em cũng được huy chương vàng ba cạnh. Nên em lúc đó em quyết tâm là em bỏ kiếm liễu, em đi chuyên sâu một nội dung đó là ba cạnh. Nguyễn Tiến Nhật đã đấu kiếm Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 3 huy chương vàng tại SEA Games 29. Lẽ ra số huy chương vàng của đấu kiếm Việt Nam còn có thể nhiều hơn nếu nước chủ nhà Malaysia không bỏ đi nội dung đồng đội kiếm ba cạnh, từng giúp Tiến Nhật và ba thành
không được tham dự đợt này thì em mong sao cho đợt sau á, SEA Games đợt sau sẽ tổ chức đồng đội để tụi em sẽ ráng chinh phục để bảo vệ được cái tấm huy chương vàng SEA Games của đồng đội anh. Chiến thắng của tiếng Nhật ở nội dung kiếm ba cạnh đã khép lại kỳ đại hội thành công của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam với 3 huy chương vàng, 3 huy chương đồng. Thưa quý vị, và để thay đổi không khí một chút trước khi chúng ta quay trở lại với những diễn biến hấp dẫn của ngày thi đấu hôm nay, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc chủ đề của kỳ SEA Games 29, ca khúc được mang tên Monkey Besama. Ca khúc chính thức của kỳ SEA Games 29 năm 2017 mang tên Monkey Besama. Tên của bài hát có ý nghĩa giống với khẩu hiệu của SEA Games lần này, cùng nhau tỏa sáng, được viết bởi nhạc sĩ Raja Malaysia và được thể hiện bởi nữ ca sĩ diva đa dạng Nufaiza. Trong MV chính thức của mình, Monkey Besama lấy bối cảnh chính rất đơn giản với nữ ca sĩ đang hát với một nghệ sĩ đệm piano. Tuy nhiên, mỗi câu hát mà ca sĩ diva đa dạng Nufaiza cất lên, khán giả lại được chứng kiến hình ảnh những vận động viên đang nỗ lực hết sức mình thi đấu, được trình chiếu bằng công nghệ laser khá đẹp mắt. Ngoài ra, người dân Malaysia cũng góp mặt với những tấm bảng ghi lên đó lời bài hát, cũng là những khẩu hiệu của kỳ SEA Games 29 lần này. Ballad nhưng mà lại vẫn mang được tinh thần thể thao mạnh mẽ, đúng không quý vị? Và những ngày qua quả thật là bầu không khí SEA Games cũng như là ca khúc và Monkey Besama đã giúp cho chúng tôi, những phóng viên đang tác nghiệp tại Kuala Lumpur, có thêm tinh thần phấn khởi trong mỗi ngày tác nghiệp và cùng với các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam. Trở lại với nhịp đập của thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng biên tập viên Hạnh Dung gặp gỡ Lê Thành Tùng, vận động viên của tuyển thể dục dụng cụ nam, vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành được 3 chiếc huy chương vàng trên đất Malaysia. Lê Thành Tùng là một tấm gương cho sự vươn lên từ trong gian khó của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Chào Tùng, chắc là đầu tiên thì phải là hỏi cái cảm giác của mình khi mà mình đã có một ngày thi đấu rất là tuyệt vời, 2 tấm huy chương vàng cá nhân trong một ngày như vậy. Xin chào khán giả HTV. Thực sự thì em cũng đang rất là vui, tại vì một cái là môn sở trường của em, một cái là quá bất ngờ đi. Mọi người không ai dự đoán được cái đó là em sẽ lấy được giải trên. Tức là nội dung nhảy trống thì là hoàn toàn là nội dung sở trường của Tùng rồi, đúng không? Còn cái bất ngờ hơn đó là nội dung xà đơn. Thì chắc là mình quay trở lại với cái phần thi đấu buổi sáng ngày hôm nay trước. Thì trước khi chúng ta nói nhiều hơn thì Hạnh Dung rất là muốn mời Thanh Tùng và chúng ta hãy cùng xem lại cái phần thi đấu của mình ở nội dung nhảy trống trước nha. Có hài lòng với lại cái phần thi với lần đầu tiên này? Dạ, thực sự thì không có hài lòng nữa. Tại vì ở nhà em nhảy tốt hơn. Chắc là hồi nãy là em hơi sung, cho nên lúc mà lướt vô cái ván của người thì nó hơi gần. Em cũng hơi giật mình, em ngóc cái đầu lên là tay em không chống được, tay không tì cao rồi siết nhanh cho lắm nên xuống hơi thiếu. So với lần đầu tiên hình như là lần thứ hai thì là Tùng vững hơn ở phần chạy dặm nhảy và phần tiếp tấn nè. Dạ đúng rồi, tại vì động tác đầu tiên thì mất hơi nhiều điểm nên em cũng hơi liều mình nhả sớm một tí để đứng cho hoàn toàn đẹp hơn để lấy lại cái số điểm của lần nhảy đầu tiên. Khi mà xem lại phần thi của mình thì Tùng cảm thấy như thế nào? Cảm thấy nó chưa hài lòng cho lắm. Thực tế bình thường em nhảy tốt hơn như này nhiều. Động tác đầu tiên của vận viên Indonesia thực hiện xong á thì em cũng không hoang mang cho lắm, nhưng mà cái động tác thứ hai họ tiếp đất, thực hiện xong họ tiếp đất, trong lòng em tự nhủ với bản thân là chết tôi rồi, thua rồi. em cảm giác xem là em khóc vì thua, tại vì đúng môn sở trường của mình, nhưng mà người ta lại thành công nên em cũng run lắm. Nhưng mà lúc mà ra kết quả thì em rất là vui, lúc mà cũng muốn bỏ hòa luôn.
là có phải từ cái thời điểm đó trở đi thì Tùng đã cảm thấy tự tin hơn, là mình thừa thắng, mình xông lên và mình có một phần thi rất là tuyệt vời ở Rayum Sa Đơn? Thi xong nhảy ngựa thì em cảm thấy rất là vui, còn cái môn Sa Đơn là cái môn phụ thôi thì em cũng không suy nghĩ nhiều, em chỉ nghĩ là thực hiện tốt bài thi của mình là được. Thì Đinh Văn Thành bình thường thì bạn ấy tập tốt hơn em môn đó, nhưng mà cái điểm kết thúc thì em không ngờ đến là em cao hơn. Và thường thì khi mà mỗi lần mà có huy chương nhận như vậy thì điều gì mà Tùng sẽ làm đầu tiên? Là điều em đầu tiên thấy vui á là mình mang về được vinh quang và mang được huy chương vàng về cho thể thao Việt Nam. Còn điều thứ hai là em báo về cho gia đình. Trước khi đi SEA Games em bảo với ông á là con sẽ lấy huy chương vàng này về cho ông, lấy huy chương vàng này về tặng cho ông để ông thêm sức khỏe, để khỏe mạnh hơn. Bạn có muốn nói điều gì cuối cùng đối với những người khán giả hâm mộ, những người luôn dành tình cảm cho Tùng và đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam không? Mình muốn nói với khán giả HTV là cảm ơn các bạn đã cổ động viên, là cổ động viên rất là lớn, là một ngọn lửa rất là lớn để thêm động lực và thêm lửa cho các vận động viên Việt Nam thi SEA Games 29 ở Malaysia. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, một lần nữa chúc mừng Tùng. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị. Trong phần cuối của chương trình, xin mời anh Quyết Thắng cũng như là quý khán giả chúng ta cùng đến với một dự án rất ý nghĩa của nước chủ nhà Malaysia nhân dịp SEA Games 29, dự án có tên Green Games, một kỳ đại hội xanh. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh chủ đề chính của kỳ đại hội Racing Together cùng nhau phát triển, chính quyền Malaysia trong nhiều tháng nay cũng đã xây dựng dự án Go Green Games nhằm tạo môi trường xanh sạch đẹp trong suốt kỳ đại hội 29 được diễn ra. Và trong những ngày chúng tôi tác nghiệp xung quanh thủ đô Kuala Lumpur cũng đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng trong lành, mát dịu, và khắp thành phố đâu đâu cũng thấy những mảng xanh. Và sau đây thì Tường Vân sẽ tìm một nhóm tình nguyện viên để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này. Xin chào các bạn đang ăn trưa à? Mình đang tìm hiểu về dự án Green Games của kỳ đại hội này, các bạn có thể giải thích cho mình được không? Dự án này được thực hiện trước, trong và sau kỳ SEA Games. Đầu tiên là tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường qua TV, mạng xã hội và các poster nơi công cộng. Thứ hai là áp dụng các chính sách cụ thể về việc sử dụng các phương tiện giao thông. Và thứ ba là tăng trồng rừng và tuyên truyền hành động này đến mọi người. Thế thì công việc cụ thể của các bạn là gì trong dự án này? Chúng tôi sẽ nhắc nhở bạn bè, gia đình và những khách du lịch đến đây theo dõi SEA Games ý thức hơn về bảo vệ môi trường. Tất nhiên phải trong trường hợp cụ thể, ý thức rất quan trọng. Khi bạn đã có ý thức xây dựng điều gì đó, trong mọi hoàn cảnh bạn sẽ biết cư xử đúng mức. Bây giờ còn thời gian nghỉ hè, các bạn có thấy vui với công việc của một tình nguyện viên không? SEA Games đang rất hấp dẫn và mọi người đến từ khắp nơi đều đổ về đây. Được tiếp xúc và giúp đỡ họ, tôi thấy mình rất vui. Mỗi người đều có điều gì đó để học hỏi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ lan rộng thông điệp của dự án Green Games đến với mọi người, chứ không chỉ riêng gì trong kỳ đại hội này hay chỉ riêng ở Kuala Lumpur. Ồ, thật là ý nghĩa. Cảm ơn các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, sau những chia sẻ về dự án Green Games của nhóm tình nguyện viên Malaysia, thì sau đây Tường Vân sẽ dạo một vòng quanh thành phố Kuala Lumpur để xem là chính quyền và người dân ở đây đã nỗ lực như thế nào trong việc xây dựng dự án Green Games. Dự án Green Games được chính quyền Malaysia và ban tổ chức SEA Games triển khai thực hiện từ đầu năm nay với những chính sách cụ thể. Các môn thi đấu được diễn ra ở các địa điểm cách xa trung tâm thành phố với điều kiện đa dạng, phù hợp với nhiều môn thể thao khác nhau, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng kẹt xe vào những giờ cao điểm. Cũng để đối phó với tình trạng này, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi miễn phí hoàn toàn các tuyến xe buýt nội thành và giảm 50% giá cầu điện cao tốc. Chính quyền Kuala Lumpur còn cho thuê những chiếc xe đạp ở những khu vực công cộng. Mọi người có thể dễ dàng tìm một chiếc xe đạp để đi lại qua một ứng dụng trong điện thoại và thanh toán online. Trong chuyến đi quanh thành phố, nhìn ngắm những mảng xanh mát mắt, chúng tôi cũng bắt gặp một hình ảnh rất dễ thương từ một gia đình yêu thể thao. Cả nhà chúng tôi đạp xe vào những buổi sáng cuối tuần. Từ Bukit Jalil về đây cũng 15 cây số. Tôi là người động viên cả nhà cùng đạp xe thể dục, vừa khỏe vừa tiết kiệm lại bảo vệ môi trường. Bây giờ chồng và con tôi đều rất thích. Nhóm phát triển dự án Green Games còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến các trận đấu. Trên khay trao thưởng, bên cạnh tấm huy chương và hoa, ban
ban tổ chức còn tặng một cây thật cho các vận động viên đạt ba thứ hạng cao nhất. Theo em nghĩ là cái đó cũng là một cái động lực để mà đem cái mầm để mà nuôi dưỡng cái tương lai môn xe đạp nó phát triển hơn nhiều hơn. Tuy nhiên đây chỉ là vật phẩm tượng trưng, bởi sau đó ban tổ chức sẽ thu lại để thực hiện dự án trồng hàng ngàn cây xanh vào đất tự nhiên để phục hồi và nhân rộng diện tích rừng và cây xanh. Thủ đô Kuala Lumpur đã nhân cơ hội được cả khu vực chú ý khi là nước chủ nhà đăng cai SEA Games 29 để truyền tải thông điệp về môi trường một cách vô cùng hiệu quả. Dự án Green Games bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trong suốt quá trình diễn ra đại hội SEA Games 29. Hứa hẹn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những màn so tài vô cùng kịch tính và hấp dẫn trong bầu không khí trong lành thoáng mát ở thủ đô Kuala Lumpur. Cảm ơn Tường Quân đã giúp cho quý Thắng cũng như quý khán giả hiểu thêm một điều rất ý nghĩa về kỳ SEA Games này. Đó là thể thao không chỉ là những cuộc tranh tài mà còn có những thông điệp hướng về cộng đồng. Vâng, và những thông điệp ý nghĩa Green Games, một kỳ đại hội xanh cũng đã khép lại chương trình Sắc Màu SEA Games 29 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn Tô Đông Á.